đẹp quá, mới phải cô luôn nữa. Về thế nào ông xã cô với dâu cô nó sẽ vui lắm. Sau một liệu trình mà da của cô bây giờ nó không còn chảy xệ như mấy tháng trước nữa. Mỗi khi mà ra đường hay là đi tiệc gì với bạn bè, tôi rất là tự ti, tôi không có dám đi. Cứ nghĩ là những cái vết nhăn trùng chảy xệ như vậy thì nó theo mình suốt đời. Dạ, đây chỉ là hiệu quả bước đầu thôi đó cô. Mình về nhà nó còn tăng sinh nhiều nữa ạ. Em mời bác đánh giá cái hiệu quả sau khi cô làm công nghệ trẻ hóa da như thế nào cho khán giả của mình cùng nghe bác nhé. Quả mà sau khi điều trị can therapy thì cô An á, mình thấy là cái gương mặt của cô đã thon gọn hơn nhiều rồi. Chất lượng da bắt đầu mình cũng cảm thấy là săn chắc hơn ha cô. Vùng viền hàm nó gọn hơn này. Vùng rãnh mũi má này được cải thiện hơn, nó nông hơn và nó ngắn hơn rồi. Tập trung nhiều line therapy vùng này để nó nếp lên này, nâng cơ cho cô, trẻ hóa da và cái vùng đuôi mắt của cô này, những cái nếp nhăn đã được cải thiện khá là nhiều rồi. Và sau khi mà điều trị can therapy này thì đôi mắt của cô cảm thấy là bây giờ nó không còn buồn nữa, nó tươi tắn hơn, nó trẻ trung hơn rồi ha cô. Và cái hiệu quả của nó bây giờ mới được 5-10% thôi đó cô. Từ 1 đến 3 tháng sau thì cái quá trình tăng sinh collagen và elastin nó còn nhiều nữa. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình nó cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 66 17. BB Beauty, BB Thanh Mai.